Cách lên thực đơn cho trẻ trong 1 tháng đầu tiên khi mà con bạn bắt đầu ăn dặm. Điều này rất quan trọng các bạn nhé, rất quan trọng để giúp cho bé ăn uống đa dạng, đúng không? Và bé tập ăn với các cái thức ăn mới ngoài sữa mẹ và sữa công thức. Và tất cả các vấn đề của trẻ như là bị rối loạn tiêu hóa này, trẻ biếng ăn này, rồi thì trẻ ăn thuốc không tốt này, thì nó đều xảy ra khi các bạn không áp dụng đúng và không biết cách lên thực đơn cho ăn dặm. Cho nên các bạn cần phải theo dõi hết cái video này. Thì Bác Đạt có 3 cái lời khuyên cho bạn khi mà con bạn mới bắt đầu ăn dặm. Nếu như bạn không áp dụng 3 nguyên tắc này thì con bạn sẽ xảy ra vấn đề, ví dụ như là biếng ăn, ví dụ là rối loạn tiêu hóa, và bé sẽ không tăng cân được đâu, và sau đó bé sẽ biếng ăn, ăn ngậm, nó rất là mệt mỏi nhé các bạn nhé. Đấy. 1, đó là không được cho trẻ ăn dặm quá sớm. Đây là một cái điều cực kỳ quan trọng, tại vì các cụ các bà thường nói rằng ăn sớm cho nó cứng cáp, hoặc là sữa mẹ mày loãng, sữa mẹ mày ít nên không cho ăn thêm ăn bột sớm thì để lấy gì nó lớn, có phải không ạ? Nếu như mà cho bé ăn dặm trước 5,5 tháng, tức là ăn dặm sớm, thì có nguy cơ bị hỏng hệ tiêu hóa rất là cao, tại vì các cái tế bào niêm mạc ruột non nó rất là nhạy cảm, nó rất là yếu. Đấy, khi mà ăn thức ăn khác ngoài sữa mẹ sữa công thức nó có thể bị tổn thương, đấy là vì tổn thương về mặt vật lý, tức là cái sự trà sát với nhau này, thức ăn và cái niêm mạc, cái nhung mao ruột non nó trà sát nhau này, nó bị hỏng này. Đấy, nhất. Thứ hai là ăn dặm sớm nó có thể khiến cho bé bị rối loạn tiêu hóa như là sống phân, như là phân nó mùi khản vân. Vì khi mà trẻ trước 5,5 tháng hoặc là trước 6 tháng tuổi ấy, thì cái hệ tiêu hóa của bé nó chưa tiết ra các cái enzyme tiêu hóa đầy đủ. Đấy, cho nên nó sẽ không tiêu hóa được hết thức ăn. Và khi mà thức ăn nó không được tiêu hóa hết, đúng không? Nó sẽ gây sống phân. Nó là cái môi trường, nó là thức ăn của những con vi khuẩn có hại. Cho nên từ 5,5 tháng đến 6 tháng chúng ta mới bắt đầu cho bé ăn dặm nhá. Ok. Thứ hai là không nên gia vị, đúng không ạ? Các bạn thử uống một cốc sữa công thức của trẻ mà xem. Chúng ta đâu có mặn đâu ạ, nó không mặn đúng không? Nó rất là ngọt và thanh mát. Đấy là cái lượng muối mà các chuyên gia đã tính toán và khuyến cáo rồi. Bây giờ mình cho thêm vào hỏng hết ngay. Thận bé nó bị quá tải ngay, rồi cái nụ vị giác này nó bị hỏng ngay, tại vì với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ấy, cái nụ vị giác ấy nó rất nhạy cảm. Thế bây giờ ăn mặn vào thì nó sẽ bị tê liệt, nó bị tê dại đi, và nó sẽ không phát triển được cái não bộ của trẻ nhá, và nó sẽ không ghi nhớ vào trong não bộ của trẻ, và mỗi khi mà trẻ nhìn thấy thức ăn đó thì nó sẽ không tạo ra một cái cảm xúc gì cả, và nó không thể kích thích cái trung tâm ngon được. Cho nên là nêm gia vị là hỏng hết việc nhá. Mỡ động vật và mỡ thực vật và dầu thực vật ấy là phải tỷ lệ cân đối, đúng không? Tức là mỡ động vật là mỡ lợn, mỡ bò, mỡ gà, đúng không? Mỡ cá. Đấy, dầu thực vật là dầu ô liu, dầu gấc, dầu gạo, rồi vân vân, đúng không? Nó tỷ lệ là 70-30. 70% là mỡ động vật và 30% là dầu thực vật để có omega 3, omega 6 để tốt cho não bộ, được chưa? Còn mỡ động vật các bạn cứ nói gì nó có cholesterol không tốt, không phải đâu. Cholesterol ấy nó là một thành phần quan trọng để cho tế bào nó khỏe mạnh, đúng không ạ? Là một phần quan trọng để tổng hợp các cái hormone, đúng không ạ? Rất quan trọng. Và quan trọng nữa nó giúp hình thành màng tế bào thần kinh, nó rất quan trọng nhá. Đối với trẻ em thì cholesterol nó cực kỳ quan trọng. Đấy, các bạn đừng nghĩ rằng ăn bữa động vật có cholesterol sau này nó bị xơ vữa mạch máu rồi vân vân. Không các bạn nhé. Cái việc đấy đối với người già, người mà bị lão hóa thôi, đối với trẻ em là cái nhu cầu phát triển rất là mạnh và nó cần thiết phải có điều đó. Nếu mà trẻ ăn dặm từ 5,5 tháng thì chúng ta có 45 ngày, đúng không ạ? 45 ngày ăn dặm đầu tiên. Còn nếu mà trẻ ăn dặm từ 6 tháng thì chúng ta sẽ có 30 ngày ăn dặm đầu tiên, tức là hết 6 tháng tuổi, đúng không? Thì trong thời điểm này thì có 2 cách để các bạn cho bé ăn dặm nhá. Thứ nhất là những bạn mà chưa quen, đấy, hoặc là mình không có thời gian thì mình có thể cho bé ăn bột ăn dặm, hiểu không ạ? Bột ăn dặm công nghiệp ấy nhá. Thì cái bột ăn dặm công nghiệp đấy thì bạn có thể cho bé ăn tập ăn trong 1 tuần đầu tiên, và đừng nên kéo dài quá nhiều. Và sau đó thì mình phải tự nấu, được chưa? Thế tự nấu như nào ạ? Thì các bạn hãy cho bé ăn cháo. Cháo thì mình ninh thật nhuyễn này, sau đó mình xay và sau đó mình rây. Mình cho vào cái nồi ninh, mình ninh ăn cả ngày, và mỗi một lần như mình lấy ra, cháo phải nhừ nhá, mình xay mình rây, được không ạ? Và trong giai đoạn này thì bé nên ăn các loại rau củ quả thôi, chưa nên nhá, chưa nên cho bé ăn thịt ăn cá, đúng không? Tại vì những cái ngày đầu tiên mà bé ăn dặm thì cái việc mà hệ tiêu hóa của bé nó bắt đầu làm quen ấy, mà mình cho ngay chất đạm vào, cho ngay chất béo vào, đúng không? Tức là cho ăn thịt ăn cá vào thì nó có thể khiến cho tiêu hóa bé không quen, và nó có thể gây ra rối loạn tiêu hóa, được không ạ? Và tiêu hóa của trẻ em ấy nó cực kỳ nhạy cảm, bạn nhớ điều đó nhé, nó cực kỳ nhạy cảm, nhưng phải hết sức lưu ý. Và mỗi ngày bé ăn khoảng 1-3 bữa tùy bé nhé, và mỗi một bữa nó ăn sẽ được khoảng 1-2 thìa nó bỏ, đúng, nó không sao cả. Rồi nó ăn được 10 ml, 5 ml rồi 20 ml không sao cả, vì ăn để làm quen. Chứ có nhiều bạn bảo là con em 6 tháng nó biếng ăn quá bác ơi, có gì uống hết bị ăn không? Lúc bấy nó ăn cho vui thôi, và sữa vẫn là chính, được chưa? Đấy là cái thực đơn. Cái thứ hai nữa này, trong cái video 12 nguyên tắc vào ăn dặm thì có một nguyên tắc là 1 Bữa ăn không bao giờ được kéo dài quá 30 phút. Thì trong 15 phút đầu tiên thì bạn cho bé gặm rau củ quả, đúng không? Đấy, gặm rau củ quả. Có thể cho bé gặm các miếng thịt để bé ăn thô tốt hơn nhá. Thì trong 15 phút đầu tiên mình cho gặm, 15 phút sau thì mình có thể ăn vài thìa cháo nhá. Ăn như vậy nó quen dần. Và cái việc mà ăn thô trong 15 phút đầu tiên ấy, ăn theo bé chủ huy nó rất quan trọng, nó giúp vận động tinh của bé này, đúng không ạ? Nó giúp vị giác phát triển này. Đấy, nó giúp nhai thô này, đấy, đúng chưa? Đấy, và sau này bé sẽ ăn tốt, ăn đa dạng và không bị biếng ăn. Thì đấy là cái thực đơn. Và từ 6 tháng trở đi thì mình có thể cho bé ăn sữa chua được rồi nhá. Còn tất cả như váng sữa, phô mai chưa cho ăn, được chưa? Đấy là thực đơn cho bé trong giai đoạn bắt đầu ăn dặm, tức là bạn có 45 ngày hoặc là 35 ngày đầu tiên, được chưa? Phần nói cho rõ thì comment ở đây, bác sẽ trả lời các bạn tất cả các câu hỏi. Và đừng quên subscribe kênh YouTube Bác Đạt nha. Trên kênh có hơn 1.200 video nó các phác đồ, các hướng dẫn mà bác đã hỗ trợ cho hàng trăm nghìn bà mẹ nuôi con tăng cân tốt này, sức đề kháng tốt và không lạm dụng kháng sinh. Mua ngay cuốn sách này nhá, rất quan trọng, những kiến thức cơ bản nhất để bạn chăm con, đúng không ạ? Con bị tiêu hóa này, bị viêm họng này, bị ho này, có rất ngoài rồi, được chưa? Và 6 tháng tuổi thì bạn phải nhớ này, các vi chất phải bổ sung, cái này rất quan trọng, nếu không là nó sẽ bị biếng ăn nhá. Thứ nhất đó là vitamin D3K2GB, một ngày 2 xịt, được chưa? Xịt sau khi ăn khoảng từ 15 đến 20 phút. Thứ hai đó là sắt Benekit dự phòng nhá. 1 cân nặng thì uống 1 giọt này. Ví dụ bé 6 tháng mà được 7,5 cân, đúng không? Thì uống 7 giọt này. Bé 8 cân thì 8 giọt này. Cứ là gì ạ? 1 cân nặng 1 giọt nhân lên thôi. Và uống liên tục đến 1 tuổi nhá, sắt Benekit. 6 tháng trở đi thì chúng ta phải uống thêm kẽm dự phòng, nếu không là nó biếng ăn. Kẽm nó phát triển nụ vị giác này nhá. Uống cái này, được chưa? Và kẽm bổ sung như nào ạ? Bổ sung dự phòng một đợt là 45 cho đến 60 ngày, sau đó mình nghỉ, và 1 năm 2 ba đợt như vậy. Và 6 tháng còn một vi chất nữa, đó là canxi, để giúp trẻ răng nó khỏe, nó không trằn trọc, khó ngủ, không ra mối trộn. Đấy là những vi chất mà Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo các bạn phải bổ sung, vì thức ăn nó không đáp ứng đủ nhu cầu.